chục năm về trước luôn đó mọi người. Mấy chục năm. Mấy chục năm đó. Cô là mấy chục năm. 1997, 96. 1997, 96 giờ đó. 97, 98 giờ đó. Đi là chú Năm đi á, đi mà đi xa là chú Năm nhớ Mỹ Loan, là chú Năm tâm sự với mẹ. Bởi vì cho nên á, khi mà đi rồi tiếp xúc rồi, rồi mình tương tác với những người bạn của chú Năm trước đây là biết là chú Năm đã phải có một mình, đừng có ai mà bên kia ở bên Mỹ là tri kỷ nha. Có đâu, đây tri kỷ cái đống kìa. Đây nè, con mẹ Lan kìa. Ở ông có tri kỷ. Đây là cái người bồng xô mình đem dùng đem chú Năm qua nè, đem cái không có phải một mình mà có tri kỷ đâu. Có không? Dạ anh đi đang xài chống nắng của mỹ phẩm Green Skin của Hồng Loan. Nó không có cho anh đi xài cái gì hết. Nó kêu là chị phải là con chuột bạch của em lúc mà trưa, lúc giờ mấy cái son cũng vậy. Mọi người có khóc nữa đó. Dạ. Mỗi lần coi cái vậy cô có thích khắc bài thơ lên không? Hả cô? Cô nếu mà cô là tính ra tri kỷ là cô nhiều năm hơn mấy người kia đó, mấy người lên mạng có tri kỷ. Cô có tin là nhậu chung hai không, người không, cô chồng thật, với nhau không? Cô có thích khắc bài thơ không? Để con làm bài thơ con khắc. Dạ thưa, công ty rất là đàng hoàng, công ty không có như vậy đâu. Nè, nhậu hai cái đầu gối ba Linh con với lại đây nè, đụng với nhau đó nè. Bạn có lượng. Chung nhậu như vậy luôn á. Có nghĩa chú Năm mà muốn đi là ổng tâm sự. Bởi vì cho nên cô mấy cô ở đây mới thương mớm á mọi người. Mấy bộ đồ đâu đẹp vậy? Khóc quá trời. Và là đầu tư. Đây. Nè. Vũ Linh qua hát cho cô năm 97 nè. Nhận đi. Phía sau Vũ Linh là Tài Linh nè. Cái hình này có trên mạng chưa má Mỹ? Hả? Cái hình này có trên mạng chưa? Chưa, mâm đâu có thấy ra. Đây đó. Vũ Linh với Tài Linh nè. Mọi người thấy không? Lê Vũ Cầu lúc nói là có bằng chứng liền chứng đó. Đó, người ta quen bao nhiêu năm tâm sự mà người ta không có ghi âm. Không ghi. Chú cô không có ghi âm, như cô Lệ là tâm sự cũng không có ghi âm. Đó là Tài Linh nè. Diệt Trinh nè. Lê cô không có ghi âm. À. Nhưng mà cô có hình. Cô có ghi âm không? Hình là cô. Tại vì hồi đó mà cô có ghi. Tại vì chú Năm ổng tâm sự là cô là cô có ghi âm. Ê chị, bây giờ cô biết tại sao cô thương Lon muốn Lon có mặt ở đây rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Ghi âm. Có cái gì thì đâu, nói thật mà. Đúng rồi. Tại vì cô không có ghi âm mà cô biết cô không có ghi, có nhiều người ghi âm nhưng mà ghi đoạn luôn. Không, ta cắt ghép đây em ơi. Giờ người thật, việc thật không cần làm chuyện đó đâu. Nói thật luôn á. Mẹ lớn rồi còn nữa. Dạ đúng không? Không có ai nghe hết rồi. Đi ăn với cô mấy lần. Cặp bay. Có thấy sợ không? Lần đầu đi gặp con thấy không? Tính tình đó. Ai? Con á. Tính tình hiền, dễ thương á. Khùng. Khùng. Nó dễ thương lắm á. Nó thầm thào dễ thương. Con, nếu mà con hỏi con này coi. Không dễ thương sao cô đem quá? Dạ, cực kỳ luôn. Mà phải gặp trực tiếp luôn mà mình mới thấy được hơn cơ ha. Nhiều lắm, biết nói đâu, với lại lúc mà chú còn sống, chú tâm sự, chú đi hát, chú nhớ thương con gái chú là mấy cô đây biết mà. Sao mà có thể đánh tráo sự thật được mọi người. Nhân chứng đây là sự thật, mà thật đây hình ảnh rồi mấy cô giữ lại mà. Cái kiểu này mà ngồi trên xe mà ổng ngồi vậy. Dạ. Vậy bà chi, nhớ con tôi quá bà chi. Mọi người vậy, nghe không? Anh có vợ rồi hả? Đó là trách nhiệm. Tôi lại đồ của ổng đó nha. Không. Tự nhiên đó. Trời ơi sao tôi qua đây tôi hát tôi nhớ gái tôi quá bà chi. Kêu bà bạch chi không à? Tại vì bằng tuổi nha. Nói đi chút con kia đứng khóc giờ nè. Thôi không nhắc nữa. Dạ đâu có gì đâu. Cô khóc trước đó nhiều. Cô khóc trước đó đó. Nè. Năm 98 nè, Kim Tử Long nè, Lê Giang nè, Lê Tuấn Anh còn nè, chưa lấy Hồng Vân nè, Bảo Trí nè, gì đó, Lê Giang với lại Duy Phương nè, bà Bạch Tuyết nè, Tài Linh nữa nè, Kim Tử Long nè, đó, thấy chưa, năm 97 á. Hai đoàn. Đang là trực tiếp ở cả nhà đây, cô rất là thương Lon nha, con đi Mỹ. 1000 mấy khán giả xem luôn nè. Ủa cô vậy là 1007 khán giả đang xem luôn nè cô. 5 nữa. 5 thứ 6 này nè. Cô 1007 khán giả đang xem trực tiếp nè đó. Nó đi hát cô ngoài đó. Nhớ luôn đó trời. Bỏ tới đây không biết nàng em thấy luôn đó. Mở luôn. Đó, đó là trong phần này nó được cắt nó ngủ được nhất rồi nha. Em là ngủ được nhất cấm chứ em ngủ mà chị đi qua cái điện thoại em đó chị sạc pin cho em không hay không biết luôn á. Đuổi rồi. Nãy giờ chị có ngủ được như nào
không, chị cũng phải được 20 phút. Còn bạn này là không có được hưởng. Trời ơi. Bạn có gì chỉ là bên đây có hộ chống nắng cho bao nhiêu nữa. Dạ, nó lại 230 chị. Nói lại câu đó, công việc của chị sao? Công việc của chị rất là bề bộn. Ừ, rồi tối qua làm sao? Hồi tối qua em cũng thẳng giò, em ngủ nguyên giấc. Rồi giờ em gác ở đâu? Gác trên người chị Ninh. Với tới bé sang sòn hộp. Mọi người nằm trên máy bay đó. Nghe nằm miễn phí luôn chứ đừng nói. Mời ghế VIP nữa. Ủa, ở trên máy bay có ghế trống không? Ghế trống nằm được. Dạ không, nó không có ghế trống. Nơi mẹ nó ngủ. Ủa mẹ của anh trời. Mình luôn. Luôn. Nè đi nó qua. Nè nó qua nè. Cách đây mấy tháng nè trước nè. Lúc này đi đi nữa. Lúc này giờ là anh. Chứ không là con nghèo nghèo cho con đi. Dạ, đúng rồi, cô rất là dễ thương. Chốt đơn kìa, trời cha mùa tới đây chốt đơn. Chị chốt đơn gì? Từ Đài Loan. Còn khách hỏi cái miệng không có lo. Tại nó nói giờ, nếu chị đi không về em không đi. Chơi vậy đó. Rồi là ngủ thẳng luôn. Cái con quá. Ừ, nó không nhõng nhẽo với Ni mà. Nó được cưng là nó nhõng nhẽo với Ni. Không, bây giờ nó được cưng toàn thế giới rồi. Toàn thế giới là thương nó đó. Con thấy con mở hàng con hôm tháng 8 không? Nè. Mở hàng con cái là bắt đầu cắt xô luôn. Dạ. Từ lúc coi chuyện ai còn ở đó đó. À. Cô điện thoại nói chuyện cái đó là anh Nhung còn ở. Mà Dung rạng đông, cô Trấn Thành, thằng Long đẹp trai. Đó, hang đi qua đây hát nè. Rồi này tới nữa nè, đó. Bảo Trung nè. Chú Long chửi. Ông Long muốn chửi. Chú Long ông chửi. Kim Tử Long muốn chửi. Ông Công Tử Liêm muốn chửi. Kìa tới, Long tới, rút ơi. Ủa, đợi em đâu rồi Lần đi. Ủa, cái chuyện gì nào vậy ba? Hả? Đâu có chuyện nào có gì ba? Thằng đợi em. À, thằng đợi em. Thằng đợi em. Để em nó ngủ quá sao nó dậy đây rồi anh nhìn vô hồng không thấy nó đâu hết á. Nó nói gì vậy cho nó sống đi. Đi đồ đi. Nó lạnh không cô là? Quay chú Long mọi người tí. Đây Long đây, Long đẹp trai đây. Anh Long, anh Long, anh Long. Bình tĩnh đây. Cái gì vậy ngoại? Quá chán rồi. Lòng lòng. Lòng lòng. Vậy lại. Nhìn đứng thằng không? Nhưng bởi Thượng Hải, ở đâu mà tưởng tôi bên đó Thượng Hải. Rồi thấy con chàng thầm với cô mới nhớ hồi nãy quên đem theo rồi. Có không cô? Mà cô có cái áo của em. Nhà em xem đi trang điểm nha. Mọi người có ngủ mấy đầu không? Thôi tà này phải ngủ tới dẻ luôn. Chịu luôn. Chỉ có hai người này chị không có ngủ thôi. Mà vậy đó là gì chị ngủ. 2000 cô chú anh chị đang chào bé Bình Tinh. Ủa rồi. Đi ăn với cái trạng thái như vậy hả? Lạnh đầu, đỡ lạnh mỏi ác. Thiệt không? Đây là vô nấm lắm. Không lạnh luôn mà luôn. Anh nói thiệt. Lan sang đổi này đi luôn hả? Dạ chào mọi người. Nhìn trang điểm đẹp phần sáng nè. Em tham nó son nè. Ừ, nhưng mà nhìn đẹp phần sáng. Hồi sáng tiêu tử. Để tiêu tử mà. Bây giờ đi casino mà em đánh rồi em buồn. Hai ngàn khán giả nhìn chờ anh Long đẹp trai. Xin chào mọi người. Hôm nay Long rất là vinh hạnh được đến nhà của ca sĩ Châu Sang. Gì vậy trời? Một căn nhà rất là đẹp. Khang trang. Trời ơi. Nhà có 3 giường. Trời ơi. Mày để cái đầu gì vậy? Gã cái gì? Ấm bọn nét. Tại vì nó đáng giờ đó cưng. Ok. Mọi người. Ừ, nước uống nó không cho con vô casino. Ác quá mà.